Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tạp chí văn hóa của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Bản tin văn hóa sẽ mở đầu chương trình ngày hôm nay với những thông tin sau. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch bế giảng các lớp truyền dạy đàn, hát ca trù và chống quân. Một số cơ quan trên địa bàn huyện Văn Giang nói không với rác thải nhựa. Nét đẹp là nghề làm mảnh đa quang. Cần có phương án bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị bảo vật quốc gia tượng Phật Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn. Trong một góc nhìn văn hóa là phóng sự, cảnh báo tình trạng lừa đảo qua điện thoại và mạng xã hội. Tổ chức đám cưới tại nhà văn hóa thôn xã ở một số địa phương. Cuối chương trình Mục Tinh Hoa Phú Hiến, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về tinh hoa điêu khắc đá chùa Hương Lãng, huyện Văn Lâm. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về xúc tiến du lịch trên địa bàn tỉnh. Tham gia lớp bồi dưỡng có hơn 100 học viên là những người làm công tác văn hóa thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh. Các học viên được truyền đạt những nội dung tổng quan xúc tiến du lịch, xây dựng thương hiệu điểm đến, truyền thông trong du lịch, một số mô hình xúc tiến điểm đến hiệu quả. Lớp bồi dưỡng giúp nâng cao nghiệp vụ cho các học viên trong công tác xúc tiến quảng bá du lịch, nâng cao khả năng cạnh tranh và sức hấp dẫn của các điểm khu du lịch trên địa bàn tỉnh. Vừa qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức bế giảng lớp truyền dạy đàn hát ca trù huyện Phù Cừ và lớp truyền dạy hát chống quân huyện Khói Châu năm 2019. Lớp truyền dạy đàn và hát ca trù huyện Phù Cừ thu hút 40 học viên đến từ các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Sau 10 ngày học, các học viên đã được truyền dạy các kiến thức cơ bản về sự ra đời của nghệ thuật đàn và hát ca trù, làm quen với thể cách, nhịp phách, đệm đàn và hát luyến láy của loại hình nghệ thuật ca trù. Lớp học truyền dạy hát chống quân huyện Khói Châu có 63 học viên, trong đó 75% số học viên trong độ tuổi thanh thiếu niên. Trong một thời gian một tuần diễn ra lớp học, các học viên đã được tìm hiểu về những kỹ năng cơ bản của nghệ thuật hát chống quân, cách thể hiện hát sướng, hát đối. Trực tiếp truyền dạy tại các lớp học là những nghệ nhân ưu tú, giáo viên giàu kinh nghiệm của tỉnh Hưng Yên. Việc tổ chức lớp học nhằm tạo ra lực lượng nòng cốt nhằm bảo tồn, giữ gìn, phát triển nghệ thuật truyền thống của cha ông để lại, đồng thời khơi dậy niềm đam mê nghệ thuật truyền thống sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Hưởng ứng kế hoạch số 76 KHUBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện phong trào chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh, các ban ngành đoàn thể, các địa phương trên địa bàn huyện Văn Giang đã ký cam kết thực hiện phong trào chống rác thải nhựa. Theo đó, mỗi cán bộ công chức, viên chức và người lao động hành động và vận động người thân cùng thực hiện không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần như cốc nhựa, ống hút nhựa, đĩa nhựa, thay thế bằng cốc thủy tinh, sành sứ. Tại các cuộc họp do Ủy ban Nhân dân huyện, các ngành đoàn thể tổ chức đã không còn dùng chai nhựa sử dụng một lần, thay vì nước đóng chai là cốc thủy tinh, uống nước theo hình thức tự phục vụ. Các túi đựng tài liệu trước đây cũng được thay thế bằng các kẹp tài liệu hoặc túi giấy. Hội Nông dân thị xã Mỹ Hào vừa tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa cho gần 100 cán bộ hội viên nông dân các xã, phường. Hội Nông dân thị xã phát động cán bộ hội viên nông dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa bằng các hành động cụ thể như tổ chức thường xuyên các đợt tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, thực hiện phân loại rác thải từ hộ gia đình, xử lý thu gom rác thải nhựa đến nơi tái chế, hạn chế tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng túi ni lông, đồ nhựa dùng một lần, thay thế bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Cùng với đó, các cấp hội tích cực tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của mọi người, cùng thực hiện tích cực tham gia trồng, chăm sóc các tuyến đường cây, đường hoa, tạo cảnh quan môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp. Làng Cuông hay còn gọi là thôn Đa Quang, xã Thị Chế, huyện Tiên Lữ, được biết đến với nghề truyền thống làm mảnh đã có khoảng 200 năm. Trải qua nhiều biến động thăng trầm, song tới nay, nghề truyền thống này vẫn được duy trì, không chỉ giải quyết được việc làm cho nhiều lao động lúc nông nhàn mà còn đem lại thu nhập khá và ổn định cho nhiều người dân nơi đây. Làm mảnh là nghề thủ công, mọi công đoạn từ cưa nứa, chẻ nan, đan mảnh đều cần đến đôi bàn tay khéo léo của người thợ. Nứa để làm mảnh phải chọn cây nứa già, gióng dài, có như vậy mảnh mới bền. Sản phẩm của người dân trong làng chủ yếu xuất cho các đầu mối ở Hà Nội, Hải Dương, Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện thôn có gần 200 hộ làm nghề. Lao động chính làm mảnh chủ yếu là những người ngoài độ tuổi lao động, các em học sinh, tranh thủ làm lúc nhàn rỗi, tăng thu nhập cho gia đình. Giá một chiếc mảnh thô dao động từ 55 tới 80 nghìn đồng, tùy vào kích thước. Sản phẩm mảnh phun màu, hoàn thiện có giá trên dưới 300 nghìn đồng. Những chiếc mảnh che dân dã, che nắng, che mưa
có thể cuốn lên tùy thích giúp tạo nên không gian thoáng đãng với ánh sáng tự nhiên, mang đến cảm giác thoải mái, thư thái, bình dị cho mỗi nếp nhà chốn thôn quê. Cuối năm 2016, làng nghề làm mành thôn Đa Quang đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên công nhận là làng nghề thủ công truyền thống của tỉnh. Hiện nay, một số hộ gia đình đang cải tiến kỹ thuật, mẫu mã, đáp ứng cao hơn nhu cầu thị hiếu của khách hàng để có thể xuất khẩu sang một số nước như Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Tỉnh Hưng Yên hiện có một bảo vật quốc gia là tượng Phật Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn ở xã Mễ Sở, huyện Văn Giang. Đây là một trong ba pho tượng được xếp vào hàng đỉnh cao của nghệ thuật tạo tác cổ ở nước ta. Được công nhận đã 2 tháng nay, song các ngành liên quan vẫn chưa có phương án bảo vệ, bảo quản đối với bảo vật quốc gia này. Không có lực lượng an ninh trông nom thường trực tại chùa, gian đặt tượng chưa được nâng cấp, cải tạo để đảm bảo bảo vật được đặt trong chế độ bảo quản đặc biệt theo văn bản số 1909 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Chính quyền xã Mễ Sở vẫn đang chờ phương án bảo vệ, bảo quản từ huyện và tỉnh. Ngày 11 tháng 7 năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành kế hoạch số 99 về bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Công an tỉnh phối hợp với các địa phương tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch ưu tiên đầu tư cải tạo, nâng cấp công trình nơi lưu giữ bảo vật quốc gia, đồng thời phát huy giá trị bảo vật quốc gia gắn với tham quan, tìm hiểu, phát triển du lịch. Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh, từ cuối năm 2018 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận 15 trường hợp người dân bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng và điện thoại. Đặc biệt hiện nay, người dân trên địa bàn tỉnh ta còn bị lừa đảo bằng một số hình thức mới tinh vi hơn. Đó là các đối tượng lừa đảo có thể ở nước ngoài hoặc câu kết với người ở nước ngoài để chiếm đoạt tiền của bị hại lên tới hàng trăm triệu đồng. Một trong những thủ đoạn phổ biến hiện nay, đó là các tin nhắn trúng thưởng với những phần quà hấp dẫn như xe máy SH150i, tiền mặt lên đến hàng trăm triệu, cặp vé du lịch nước ngoài mà bất kỳ người dùng điện thoại mạng xã hội nào cũng đều nhận được. Tôi có dùng Facebook, Zalo. Tôi vẫn thường xuyên nhận được cái tin nhắn là trúng thưởng. Bạn đã trúng một xe SH và tiền mặt là trị giá 200 triệu. Để lĩnh thưởng thì cần phải những thủ tục như nào. Tinh vi hơn thủ đoạn trên, đó là nhiều đối tượng đã hack nick Facebook, giả danh chủ tài khoản để lừa đảo người thân, bạn bè hay đối tác làm ăn. Như trường hợp của một chủ doanh nghiệp ở huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Hoạt động giao dịch chủ yếu tại Hưng Yên có nhận được tin nhắn qua mạng xã hội Facebook từ ông Bun Minh là Việt Kiều Lào, đối tác làm ăn của doanh nghiệp từ lâu, vay 20.000 USD tương đương trên 465 triệu đồng. Do tin tưởng nên chủ doanh nghiệp đã chuyển tiền đến số tài khoản do ông Bun Minh cung cấp tại ngân hàng Sacombank, phòng giao dịch Phố Hiến tại phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên. Sau khi chuyển tiền, chủ doanh nghiệp có gọi lại cho ông Bun Minh qua ứng dụng Viber để thông báo thì ông Bun Minh có nói là không hề nhắn tin vay tiền và Facebook của ông đã bị hack. Nhận thấy mình bị lừa, chủ doanh nghiệp đã đến công an tỉnh Hưng Yên để trình báo vụ việc. Khi mà phát hiện ra thì mình cũng khá là bất ngờ, nó thật sự là bất ngờ. Bởi vì không nghĩ là lại bị cái đối tác của mình lại bị hack Facebook và họ lại nói chuyện một cách tự nhiên như thế. Hiện nay tình trạng lừa đảo dưới hình thức công nghệ cao đang diễn ra khá phổ biến. Đa số các đối tượng lừa đảo đều sử dụng những tài khoản ảo, tài khoản đã bị hack để liên lạc với nạn nhân, gây ra nhiều khó khăn trong quá trình điều tra, thu thập chứng cứ. Đây là một cái loại tội phạm mới, tội phạm ẩn danh, nên là xác định về nhân thân lai lịch đối tượng là khó khăn. Đối tượng có am hiểu về công nghệ thông tin, có tri thức, nên là việc mà xóa dấu vết ở trên mạng là đối tượng làm rất là tinh vi và các dấu vết còn lại rất khó truy nguyên được. Đối tượng lừa rất nhiều người để lấy các thông tin cá nhân, từ các thông tin cá nhân này mở các tài khoản để đi lừa các người khác. Nên là có thể là đến tìm cái người chủ tài khoản ấy thì lại không phải là người đứng ra lừa đảo mà là bị các đối tượng lừa để mở cho tài khoản cho các đối tượng lừa đảo. Có thể thấy tình trạng lừa đảo dưới hình thức công nghệ cao đang diễn ra khá phổ biến. Các đối tượng sử dụng rất nhiều thủ đoạn tinh vi để đánh lừa nạn nhân và thường xuyên thay đổi phương thức lừa đảo. Tuy nhiên, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, đề nghị người dân hết sức cảnh giác, không nên đặt niềm tin tuyệt đối vào những thông tin trên mạng xã hội, cần xác minh kỹ thông tin trước khi chuyển tiền theo những yêu cầu qua mạng. Trong khi ở nhiều nơi vấn đề xảy ra tình trạng rạp cưới lấn đường, thì tại một số địa phương của tỉnh Hưng Yên đã vận động được bà con nhân dân tổ chức đám cưới tại nhà văn hóa thôn xã.
Các đám cưới này diễn ra văn minh, lịch sự, đảm bảo an ninh trật tự và đặc biệt không có tình trạng rạp cưới lấn đường, phát huy được công dụng của nhà văn hóa. Do diện tích sân nhà chật hẹp nên ông Nguyễn Ngọc Chiến trú tại thôn Lương Hội, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động đã mượn nhà văn hóa thôn để tổ chức đám cưới cho con trai mình. Ông Chiến cho biết tổ chức đám cưới ở nhà văn hóa thôn rất thuận lợi vì diện tích rộng, không ảnh hưởng đến bà con lối xóm. Đường ở xóm này thì là rất rộng, có thể là tổ chức được coi là đám cưới cho các cháu. Thế nhưng mà về ảnh hưởng tới việc đi lại đời sống của bà con nên ra là chúng tôi là không tổ chức đây. Ở nhà văn hóa, không những diện tích rộng mà trang thiết bị, bàn ghế, điện nước cũng rất tiện. Mỗi gia đình chỉ phải chi trả một số tiền rất nhỏ, từ 300 tới 500 nghìn đồng, tùy theo số điện dùng. Số tiền này sẽ dùng để làm quỹ, để mua sắm đồ dùng và tu sửa nhà văn hóa khi cần. Riêng khu vực nhà văn hóa ở chúng tôi thì bắt khoảng được là 8 đến 90 bàn. Ví dụ như việc cưới đấy, mà có cái nhu cầu đặt vấn đề với tập thể mà xin tổ chức tại các nhà văn hóa của thị trấn này, của các thôn này, thì riêng nhà văn hóa thị trấn đều chỉ đạo các thôn tạo mọi điều kiện. Với diện tích hơn 300 m², nhà văn hóa thôn Tuấn Dị, xã Trưng Chắc, huyện Văn Lâm cũng đã trở thành địa điểm lý tưởng cho bà con nhân dân mượn tổ chức đám cưới. Ngay từ đầu, xác định nhà văn hóa bên cạnh hội họp thì còn nhiều hoạt động cộng đồng khác nên thôn đã đầu tư mua ghế rời để có thể tiện dịch chuyển phù hợp với các hoạt động. Cưới tổ chức tại nhà văn hóa thôn cũng tiết kiệm được từ 5 đến 10 triệu đồng tiền thuê phông bạt, bàn ghế. Thì hàng năm thì chúng tôi là có từ 5 đến 7 hộ là đã sử dụng cái nhà văn hóa này để tổ chức đám cưới. Đôi khi là chúng tôi phải tổ chức cái là hai đám cưới một lúc. Với đặc điểm dân cư đông, diện tích mặt đường nhỏ, nhiều ngõ ngách nên từ lâu chính quyền Ủy ban nhân dân thị trấn Yên Mỹ đã vận động bà con tổ chức đám cưới ở nhà văn hóa thôn và nhà văn hóa thị trấn. Gia đình nào có công việc sẽ đến đặt vấn đề với địa phương trước để chủ động công việc của địa phương cũng như gia đình. Hầu hết các gia đình chỉ mượn khuôn viên nhà văn hóa để tổ chức, còn bàn ghế là thuê mang đến. Các lễ cưới đều được tổ chức gọn trong khuôn viên nhà văn hóa nên rất đảm bảo an ninh trật tự và hạn chế tình trạng bắc rạp lấn đường. Trên địa bàn của các thôn thì mượn cái địa điểm tổ chức ở nhà văn hóa, thứ nhất là vừa có cái nơi sân khấu để tổ chức các cái nội dung văn nghệ. Cái thứ hai nữa là có cái nơi để xe cho khách đến dự đám cưới. Trong khi nhiều nơi nhà văn hóa trong tình trạng ít khi hoạt động, thậm chí bỏ không hoặc xuống cấp, thì các địa phương kể trên đã vận dụng linh hoạt, khai thác được công năng của nhà văn hóa vào việc cho các hộ gia đình mượn tổ chức lễ cưới vừa văn minh, tiết kiệm và an toàn. Đây cũng là việc làm mà các địa phương khác nên học tập. Hiện nay, trên phạm vi cả nước mới chỉ phát hiện được khoảng 6 đến 7 ngôi chùa còn dấu ấn của kiến trúc điêu khắc đá thời Lý, trong đó có chùa Hương Lãng, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Với những hiện vật còn lại, chùa Hương Lãng đã được nhà nước xếp hạng là di tích đặc biệt quan trọng. Trong mục Tinh Hoa Phố Hiến hôm nay, mời quý vị và các bạn về thăm ngôi chùa với những hạng mục điêu khắc đá cổ nhất Việt Nam hiện nay. Chùa Hương Lãng tọa lạc tại xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Đây là ngôi chùa tiêu biểu của văn hóa thời Lý. Ngoài thờ Phật, chùa Hương Lãng còn thờ Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan, một người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà dưới thời nhà Lý. Bà cũng là người cho hưng công xây dựng ngôi chùa này. Đây là một công trình kiến trúc nghệ thuật đẹp có giá trị lịch sử, văn hóa và khoa học. Chùa còn lưu giữ một số hiện vật quý hiếm như một bia đá, 4 cây sấu đá, 10 con sấu đá và tượng ông sấm đá. Gốc gác của ngôi chùa thì đã bị phá hủy hoàn toàn do nhiều nguyên nhân. Sau những lần khảo cứu tại nền móng cũ, các nhà khoa học đã tìm được rất nhiều di vật, cấu kiện, các hạng mục kiến trúc cũ bằng đá của ngôi chùa. Từ đó, ngôi chùa đã được phục dựng lại như ngày nay. Hai lần trùng tu thì chùa được đổi tên tự là chùa Viên Giác. Và sau này thì người ta gọi tắt là chùa Ông Sấm, chùa có tạc một tượng thần sấm
Ấn sấm đây biểu hiện cho cái sự linh thiêng của thiên tướng, có nghĩa là mong muốn ở trên trời và thần Phật bảo vệ cho người dân Nam chúng ta khỏi cái sự đô hộ của phương Bắc và làm cho quốc thái dân an. Hướng chính của chùa là hướng Nam nhìn ra sông Lạng. Theo kiến trúc được trùng tu lại năm 2005 thì chùa Hương Lãng được xây dựng nhỏ hơn so với nền móng cũ, gồm nhà đại bái, tiền đường và hậu cung. Ba tòa kiến trúc này không có gì đặc biệt so với các ngôi chùa khác trên đất Hưng Yên. Tuy nhiên, 10 con sấu đá để làm bậc thềm lên xuống chùa thì vẫn được giữ nguyên theo kiến trúc của ngôi chùa cổ. Các bậc thềm này được ngăn cách thành 5 lối bởi 6 thành bậc chạm hình sấu đá nằm quay đầu ra phía trước. Tuy những con sấu đá này không còn nguyên vẹn, nhưng những gì còn để lại đã thể hiện được trí tuệ tuyệt vời của các nghệ nhân điêu khắc đá thời Lý. Đây cũng là tác phẩm đại diện cho một khuynh hướng nghệ thuật sẽ mãi mãi trường tồn cùng thời gian để minh chứng cho sự bền vững và linh ứng của Hương Lãng tự. Một kiến trúc đẹp không thể không có trang trí điểm xuyết phụ họa thêm. Từ lâu, nghệ thuật trang trí đã trở thành một bộ phận không thể thiếu. Những tượng sấu đá này đã làm cho hình dáng kiến trúc thêm phần đa dạng, tôn giá trị của kiến trúc rất nhiều, với đuôi dài cuộn sóng, với chân co trong tư thế đang chồm tới, được bày trên các thành bậc cửa ra vào của kiến trúc, tạo nên một không khí sinh động, gây cho người ta cảm giác vui tươi, lành mạnh, làm giảm bớt sự nặng nề của những mái nhà đồ sộ. Những cái dấu tích văn hóa thời Lý có lẽ là ở chùa Hương Lãng là tập trung nhiều nhất. Ở nơi đấy chúng ta thấy có cái ít nhất là có đến 9-10 cái thành bậc mà chạm trổ rất là đẹp. Người ta còn nhìn thấy ở đấy có những con lân chạy xuống, rồi những con phượng mà nó nói lên những cái ý nghĩa triết học về Phật giáo rất là cao. Ở đây nó đề cao Phật giáo như là cái con phượng, nó ngậm cái lá đề, nó trở thành một con chim thiêng biết giảng về đạo lý nhà Phật. Tòa tiền đường có kiến trúc kiểu vì kèo con trồng đấu sen với 4 hàng chân cột, tất cả các cột đều được kê trên các tảng kê bằng đá trang trí hoa văn hình cánh sen của thời Lý. Các bộ vì kèo đều được làm bằng gỗ lim, chạm khắc hoa văn với các đề tài hoa lá cách điệu. Bước qua một khoảng sân là tòa hậu cung được kiến trúc trồng diêm 2 tầng 8 mái. Tòa hậu cung cách tòa tiền đường một khoảng trống. Giữa hậu cung là linh vật sư tử đội tòa sen tạo thành bệ đá lớn. Bệ đá hoa sen này có tổng chiều dài 4,2m, rộng 3,5m, cao 1,15m, được ghép bằng các viên đá vuông chạm hình hoa sen mềm mại. Các khối nổi trên bề tượng hầu như không có góc cạnh gồ ghề. Tất cả đều nhẵn, êm và trau chuốt, không có chỗ ngắt nhịp đột ngột. Đây là đặc trưng riêng của nghệ thuật điêu khắc thời Lý. Thực chất, đây là một phiến đá rất lớn, dùng làm bệ cho một pho tượng nào đó, nay không còn nữa. Mới đây, nhân dân địa phương đã công đức tạo nên đó một pho tượng Quan Âm Nam Hải. Bức tượng ông Sấm chỉ chạm, gọt ở hai đầu của phiến đá, biến nó thành cái đầu và phía sau của con sư tử. Chất hiện thực trong hình tượng này là vẻ dũng mãnh của vị chúa Sơn Lâm. Để diễn tả cái đó, các hình khối trên mặt sư tử được nhấn mạnh rất rõ. Cái mũi to căng tròn, cặp mắt lồi như hai quả trứng, vầng trán cao ngạo nghễ, có một chữ vương, đôi má phính. Hiệu quả diễn tả đó còn được tăng thêm bởi sự tương phản giữa những khối nổi cao với những hốc lõm sâu của mồm, của mắt. Tuy nhiên, chất mềm mại vẫn toát lên từ bộ mặt này bởi những nếp nhăn thanh nhã đều đặn trên mũi, bởi cái đôi mắt vuốt dài của khối mắt tròn và bởi những hoa văn rất mực tinh tế, nuột nà, trang trí dọc theo những đường diềm mềm mại quanh mép, quanh má. Đất này là đất Phật. Bởi có một pho tượng đá trên cái, ngồi trên đài sen do con sư tử đội ấy, nó to nhất nước. Nó quy phục để nó đội đài sen,
mà trên cái con lân ấy chúng ta thấy biết bao nhiêu biểu tượng mà gắn với sấm chớp, gắn với lại hoa lá thiêng. Và ở trên đầu con lân ấy có chữ vương, cũng như ở đây nó đã nói lên đây là một linh vật đứng đầu mọi linh vật. Cách xử lý như vậy làm cho bộ mặt của sư tử vừa hiện thực vừa có chất trang trí. Chất trang trí đó còn nằm trong sự tạo hình tưởng như rất không cân đối. Đôi chân bé tí so với cái đầu to lớn nặng nề, mang một lớp tóc đầy xoắn ốc đều đặn. Phía sau mông ông tượng sấm được thể hiện căng tròn và trang trí dày đặc những hoa văn. Chòm lông đuôi và tấm lá chắn phủ trên thân tạo hình thành ba vòng xoắn ốc lớn lật qua lật lại rất cân xứng. Những dây hoa cúc ken nhau liên tiếp làm nền. Những hình trang trí này khéo léo tinh vi đến mức khiến người ta phải ngạc nhiên. Chúng nổi lên dày đặc mà vẫn có vẻ mỏng manh, nuột nà như không phải trên đá mà là trên đồ kim hoàn. Ở đây cũng lại xuất hiện hàng loạt những họa tiết mà chúng ta đã từng gặp. Đóa hoa nhỏ nhiều cánh rải rác trên hai má và phía sau mông hình xoắn ốc dày và to trên đầu, nhỏ và mượt quanh mép sư tử. Đặc biệt lại có hình hoa cúc dây là một trong những họa tiết điển hình của thời Lý. Sự có mặt của những họa tiết này cùng với thủ pháp điêu luyện trong khi tạo hình chứng tỏ một cách rõ ràng một sự xác lập vững vàng của phong cách tạc tượng thời Lý. Những di vật còn lại tại chùa Hương Lãng, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên là một sản phẩm của một thời kỳ huy hoàng của chế độ phong kiến nước ta, một thời kỳ mà mọi giá trị của tinh thần dân tộc rất được đề cao. Nghệ thuật của các tượng đá chùa Hương Lãng một mặt đã kế thừa truyền thống lâu đời của nghệ thuật dân tộc, một mặt biết thâu thái những tinh hoa của nền văn minh các dân tộc khác. Bởi thế, nó đã nhanh chóng xác lập được cho mình một phong cách vững vàng, ổn định, giàu sắc thái riêng. Tiếc rằng những tác phẩm thời Lý ở đây không còn nguyên vẹn và nhiều di vật vẫn còn nằm dưới lòng đất. Khảo cổ để có cái nhìn chân thực và sinh động nhất cho ngôi chùa Hương Lãng là một trong những khó khăn rất lớn đối với chúng ta để tìm hiểu và phục dựng hoàn chỉnh lại ngôi chùa. Tuy nhiên, qua sự thành công của những tác phẩm còn lại tại chùa Hương Lãng, có thể khẳng định tinh thần dân tộc chân chính đã vạch ra một hướng đi tốt đẹp cho sự phát triển của nền nghệ thuật tượng thời Lý. Và những tác phẩm này không những rất quý giá đối với tinh hoa văn hóa tỉnh Hưng Yên mà còn có những đóng góp nhất định đối với kho tàng văn hóa nhân loại. Quý vị và các bạn thân mến, mục tinh hoa Phú Yên đã khép lại tạp chí văn hóa tuần này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.